Vân Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay là sáng thứ Bảy, 21 tháng 3 năm 2020. Đúng lý ra, giờ này Vân Anh đã diện quần áo đẹp, giày dép đẹp để ra phố gặp bạn bè hoặc tụ họp ở đâu đó để ăn uống, đàn hát. Nhưng nhớ lại lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập của thống đốc tiểu bang California. Và giờ đây, Vân Anh ngồi ở đây, từ góc nhìn của căn phòng bé nhỏ, nhìn qua khung cửa sổ, tìm một chút nắng ấm và một chút tình người. Vân Anh không bị bi quan và hoảng sợ đâu nhé. Có hơi lo lắng và có buồn trong lòng vì đêm qua đọc được một đoạn tự truyện của bác sĩ Hoàng Mai Vi, hiện đang làm việc tại một bệnh viện ở Seattle, Washington. Bài post lên Facebook bằng tiếng Anh, thay mặt cho Clara Studios và VNTV. Vân Anh xin phép bác sĩ Hoàng Mai Vi được dịch lại bài viết qua tiếng Việt và chia sẻ với quý vị và các bạn. Xin lỗi về bài post dài dòng. Thường thì tôi không bao giờ viết như thế này, nhưng lần này tôi phải chia sẻ cảm nghĩ của mình và mong rằng điều này sẽ giúp ích được gì chăng? Thật là một khoảnh khắc ảm đạm trong cuộc đời tôi. Tâm hồn và trái tim tôi nặng trĩu. Tôi lo lắng. Quý vị và các bạn biết không, bác sĩ Vi còn để thêm hình emoticon là khuôn mặt buồn rầu và khuôn mặt khóc ròng. Tôi lo lắng cho bệnh nhân của tôi vì họ bệnh nặng hơn là tôi nghĩ. Những người này là những bệnh nhân được xem là nguy kịch nhất trong các bệnh nhân. Vì những người khỏe hơn thì một là không đến được phòng cấp cứu, hay họ đã bị gửi trả về nhà rồi. Tôi lo lắng về những y tá với tấm lòng vị tha và sẵn sàng phục vụ chăm sóc những bệnh nhân này trong một thời điểm đáng sợ nhất. Với tất cả trái tim, họ cố chăm sóc và giúp cho mọi người chung quanh được thoải mái. Tôi lo lắng về gia đình của họ vì tôi biết một ngày nào đó, một vài y tá sẽ bị bệnh và lây cả luôn cho gia đình của họ. Tôi lo lắng cho chính mình, không phải chỉ riêng tôi, nhưng người thân trong gia đình đang hỗ trợ cho tôi. Mọi người lo lắng cho tôi hàng ngày đi làm, nhìn thấy những ca bệnh và liệu tôi có bị đại dịch này đánh bại. Và sau đó, tên tôi sẽ được ghi vào thống kê của người đã chết hay không. Tôi lo lắng vì em trai của tôi với một đứa con vừa mới chào đời trong tình trạng khó khăn nhất hiện nay. Đứa con trai nhỏ của tôi đã bị bỏ mặc vì tôi đang dùng thời gian quý báu để luôn chăm sóc người khác. Tôi chỉ được nhìn thấy con qua video và những hình ảnh khi nó ngủ. Chồng tôi là một ông bố đơn côi nuôi con hiện nay. Tôi lo lắng về các bác sĩ đồng nghiệp đang vật lộn trong chiến tranh đại dịch. Họ cũng như tôi, mệt mỏi, buồn phiền, lo lắng và giận vì cảm thấy bị phản bội. Vì không thể làm gì hơn, không có kế hoạch tốt hơn để làm cho cuộc sống của tất cả được tốt đẹp hơn hiện trạng. Nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng rằng tôi sẽ phải lo lắng về việc thiếu những trang thiết bị y tế cần thiết để bảo vệ sự an toàn của mình trong lúc này. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình phải ôm lấy khư khư một khẩu trang phẫu thuật mỗi ngày, như thể nó là nguồn huyết mạch cung cấp cho cơ thể. Tôi cũng không thể tưởng tượng tôi ngồi đây cùng chồng để lùng sục khắp nơi trên Internet, kiếm các thiết bị filter và mặt nạ P100 cho tôi và các đồng nghiệp, gia đình và chấp nhận mua với mức giá phi pháp (price gouging) để chúng tôi có thể tiếp tục công việc cần làm là chiến đấu với cuộc chiến này. Với tất cả mọi người gần xa trên toàn thế giới, chúng ta là bạn đồng thuyền, chúng ta ở cùng chung một hoàn cảnh và đang mệt mỏi phấn đấu. Tôi trải qua sự mệt mỏi rã rời, giây phút chán trường vì tôi đã nhìn thấy người thân trong gia đình qua đời vì COVID-19. Tôi đã nhìn thấy cơn thịnh nộ hãi hùng mà đại dịch này đã gây ra trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng chúng ta hãy lạc quan.
chúng ta còn có nhau. Với những người dân Hoa Kỳ, hãy có tấm lòng vị tha, hãy cẩn trọng và đừng đi ra khỏi nhà để bớt sự lây lan của virus này. Hãy cho, nếu bạn có khẩu trang, có mặt nạ phòng độc, có mặt nạ N95, áo khoác, găng tay, PPE, hay thậm chí bạn biết nơi nào có thể kiếm ra được những thứ này, hãy cho chúng tôi biết. Bạn có thể dùng thời gian đang ở nhà phòng dịch để may hoặc chế tạo những thiết bị bảo hộ và tặng cho chúng tôi hay bất cứ bệnh viện nào, vì tất cả đang cần sự giúp đỡ của bạn. Vân Anh vừa gửi quý vị và các bạn lời tự truyện của một vị bác sĩ tại một bệnh viện Seattle, Washington. Tiện đây, Vân Anh cũng muốn xin ý kiến của mọi người là chúng ta có thể quyên góp những thiết bị y tế cần thiết như khẩu trang, áo khoác, mặt nạ cho các bác sĩ và y tá tại các bệnh viện hay không? Nếu các bạn có ý kiến gì, xin hãy post lên để chúng ta cùng chia sẻ nhé! Góp gió thành bão!